Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả trên làn sóng Đài Sài Gòn 900 AM phát thanh tại thành phố Houston. Và sau đây mời quý thính giả đến với chương trình hội thoại cùng với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đến từ tổ chức BPSOS. Thưa anh Thắng, là về cái việc ông Nguyễn Phú Trọng đã qua đời ở Việt Nam và nó sẽ là một cái báo hiệu cho thấy một cái tương lai nó sẽ rất là khó khăn cho người dân Việt Nam và cũng như là cho những cái nhà tranh đấu tự do. Khi mà ông Tô Lâm bây giờ là chủ tịch nước và chắc có lẽ là trong tương lai cũng sẽ chính thức là tổng bí thư thôi, thì cái vấn đề đàn áp gần như sẽ là dấu hiệu gia tăng rất là nhiều dưới triều đại của ông Tô Lâm. Thì anh nghĩ như thế nào về cái điều này thưa anh Thắng? Hiện nay đó, những cái nhân tuyển mà họ ấy đủ điều kiện để làm thay thế ông Nguyễn Phú Trọng nó không còn nhiều hết, bởi ông Tô Lâm đã đẩy ra khỏi Bộ Chính trị hết rồi. Và hiện nay ông Tô Lâm đã được coi như là tác cử để làm gọi là điều hành cái Bộ Chính trị, thì cái đó gọi là quyền tổng bí thư. Thì từ quyền tổng bí thư trở thành tổng bí thư chính thức nó tương đối dễ hơn. Chúng ta có thể đoán chắc rằng ông Tô Lâm rất khao khát và sẽ bằng ngoại giá để mà nắm được quyền tổng bí thư, và như vậy thì coi như là tất cả quyền lực tập trung vào một mối. Trước đây nó cũng đã tập trung vào ông Nguyễn Phú Trọng, nhưng Nguyễn Phú Trọng không làm được gì nhiều, trong khi đó phải nương tựa vào ông Tô Lâm. Nếu Tô Lâm nắm bộ công an và sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để mà chiều lòng ông Nguyễn Phú Trọng, kể cả việc thân chinh sang bên Tiệp và Slovakia để mà chỉ huy xem xét cái việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh theo cái lệnh của ông Nguyễn Phú Trọng. Thì một người này là một người xem thường luật pháp quốc tế. Ông Tô Lâm cũng nổi tiếng là một người đã nắm quyền trong Bộ Công an, kể cả lúc còn mới chỉ là thứ trưởng thôi, thì đã ra lệnh để mà đàn áp đồng bào người Mông theo đạo Tin Lành một cách vô cùng là đẫm máu trong cái vụ ở Mường Nhé. Không lấy ai biết rằng chính bàn tay ông Tô Lâm dính máu ở trong đó. Và sau đó thì chúng ta nghe đến rất nhiều chuyện khác, đúng không ạ? Kể cả gần đây là vụ Đồng Tâm nữa, cụ Lê Đình Kình bị bắn chết tại chỗ, và cái người bắn chết nữa không hề sợ hãi, khoe ra và được tha chức. Và những người đi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đều được quy chương hết, đều được viên mặt bằng khen hết. Do chính Bộ Công an dưới quyền của ông Tô Lâm đứng ra tổ chức một cách chính thức. Thì chúng ta thấy rằng đây là một người xem thường luật lệ Việt Nam, những cái điều ước quốc tế, và sẵn sàng ra tay một cách hết sức là tàn bạo. Nếu như ông ta mà cũng nắm được luôn cả cái chức là tổng bí thư nữa thì tôi nghe rằng sẽ là một cái thời kỳ hết sức là đen tối cho cái vấn đề nhân quyền của Việt Nam thế này, và đặc biệt là vấn đề tự do tôn giáo. Có lẽ câu hỏi này nó cũng còn hơi sớm, nhưng được hỏi với anh Thắng là anh có những cái suy nghĩ và những cái chuẩn bị như thế nào trong tương lai đối với cái vấn đề nhân quyền ở Việt Nam? Tại vì chúng ta biết rằng là ở Việt Nam, Bộ Công an lại là cái nơi mà có quyền lực nhất ở Việt Nam. Và một cái điều khác nữa đó là ông Tô Lâm á, thì có thể là ở trong nước ông này ông có quyền đó, nhưng khi bước ra cái chính trường của nước ngoài thì ông này ông gặp rất là nhiều những cái vấn đề. Thì anh có nghĩ đây cũng là một cái cơ hội để chúng ta có thể dùng cái việc này để gây áp lực lên Việt Nam không thưa anh? Thế mặt này nếu ông ta là tổng bí thư đó, thì thực sự tổng bí thư không phải là một cái chức ở trong chính quyền. Thành ra có thể ông ta rất khôn khéo để mà đẩy những người chân tay của mình đó, là thủ tướng và chủ tịch nước này kia, để mà đi ra quốc tế và đâu ta nắm cái thực quyền ở đằng sau. Quốc tế có thể biết cái sự thật nhưng mà cũng làm ngơ đi, mà viện cớ rằng đây chỉ là ông Tô Lâm chỉ nắm đảng thôi chứ không phải nắm chính quyền. Nhưng mà chúng ta đều biết ở Việt Nam đảng mới là trên chính quyền. Chính bởi vậy mà ông Nguyễn Phú Trọng chết là chỉ là một đảng trưởng thôi, mà tổng thống Biden lại phải chia buồn là thế nào, và phải tiếp xúc là thế nào, mà phải đón vào Bạch Ốc là thế nào, tại sao phải đón một cái chủ tịch của cái đảng cộng hòa hoặc của cái đảng dân chủ của một quốc gia khác, không là xảy ra đúng không ạ? Nhưng mà đối với lại ông Nguyễn Phú Trọng thì Mỹ đã nhượng bộ rất nhiều, thì chúng ta thấy rằng họ biết là ông Nguyễn Phú Trọng tổng bí thư mới thực sự là người điều hành quốc gia, mới thực sự là người nắm cái quyền tối thượng, chứ không phải là chủ tịch nước, chứ không phải là thủ tướng. Nhưng nếu mà cần làm ngơ thì họ cũng sẵn sàng diện cái cớ đó để làm ngơ. Tuy nhiên cái này chúng ta có nhiều biện pháp chứ không phải không. Có cái biện pháp mà tôi thúc đẩy trước khi mà ông Nguyễn Phú Trọng qua đời, khi mà ông ta còn tương rất khỏe mạnh đấy, và đang được cái sự hưởng ứng đó là quốc tế, trong đó có cả phía Hoa Kỳ, hãy tập trung vào những cái tổ chức ngụy tôn giáo,
mà nhà nước đang dùng làm công cụ để đàn áp tôn giáo. Bên ngoài thì mang danh là tổ chức tôn giáo, nhưng mà kỳ dịch đó là cái tổ chức đi diện những tôn giáo khác, hoặc là những người tập hợp với chính quyền, ví dụ như giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức giáo hội Phật giáo của nhà nước đó. Chúng ta nghe gần đây nghe rất nhiều tin về Thích Chân Quang, Thích Nhật Từ, Thích Đức Thiện này kia, phải không ạ? Thích Trúc Thái Minh, thì đó là nguyên cái dàn, đó là cái dàn lãnh đạo của tất trúc, của cái tổ chức ngụy tôn giáo, bên Ao Đài, bên Phật giáo Hòa Hảo, vân vân, đều có những tổ chức ngụy tôn giáo, thì cần phải vô hiệu hóa tất cả những cái công cụ đàn áp đó, để mà Bộ Công an không lấp đằng sau những cái tổ chức ấy, để che mắt quốc tế là không, chúng tôi đâu có đàn áp đâu, đây là tranh chấp nội bộ giữa các tôn giáo với nhau, chúng tôi đứng ngoài. Thì đấy là một cái biện pháp thứ hai, là gần đây nó có cái quyết định của 334 đó, Thủ tướng, để mà xâm nhập sâu hơn nữa vào cộng đồng người Việt ở hải ngoại, tại Hoa Kỳ. Thì khi họ lấn vào cái sân chơi ở một cái quốc gia dân chủ, thì họ bị kèm tỏa bởi những cái luật chơi minh bạch, đâu ra đó, thực tâm pháp ở cái xã hội này. Nên chúng ta có cái chế thượng phong nếu chúng ta biết khai dục tất cả những cái luật pháp, những biện pháp hành chính, dân sự và hình sự của quốc gia. Thì đấy là một cái phản đòn thứ hai mà chúng tôi đã tính toán và sắp xếp từ khá lâu. Và đây là cái lúc cần phải triển khai và đẩy mạnh để mà ngăn cản bớt đi cái sự mà lấn lướt, ngã nề hơn, thô bạo hơn từ phía chính quyền và đặc biệt là Bộ Công an ở Việt Nam. Dạ vâng, xin cảm ơn Thắng rất là nhiều và cái buổi nói chuyện hôm nay cũng kết thúc rồi. Và xin hẹn với anh Thắng trong những lời thoại sắp tới. Xin kính chào anh Thắng ạ.